Xin chào các bạn, hôm nay mình gửi đến các bạn thông điệp đó là ước mơ nào của bạn trở thành hiện thực. Rồi bây giờ các bạn chọn tụ bài nha. Tụ 1, tụ 2, tụ 3, ước mơ nào trở thành hiện thực. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ giao phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, ước mơ nào của bạn trở thành hiện thực. Để đây nha. Rồi. Các bạn tụ 1 mình sẽ lấy bộ này. Follow your dreams. Đi theo ước mơ của bạn. Rồi, chờ mình tổng hợp lại nha mọi người. Tiếp theo đó là prosperity and abundance. Sự thịnh vượng nè, sự trù phú, sự phong phú cuộc sống của các bạn ha. Dạ, trời ơi, lên cái thông điệp nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Amazing, nói về kiến thức, về trí tuệ. Listen to wisdom, wow. Sự thông thái nè. Cái thông điệp này là đang nói về cái việc ngoài cái vấn đề các bạn học á, những cái kiến thức. Ngoài ra là còn có những cái, chẳng hạn như khi mà các bạn rèn luyện định lực tăng á, các bạn có sự tu tập về tâm linh á, các bạn sẽ còn có những cái khả năng đặc biệt nữa. Khi đó các bạn thấy là cái khả năng trí tuệ của bạn không chỉ giới hạn trong bộ não đâu, mà còn là kết nối năng lượng với vũ trụ. Thì cái sự thông thái từ vũ trụ sẽ còn được gửi đến các bạn nữa. Cái thông điệp này các bạn cũng có thể hiểu là trực giác các bạn tăng, hoặc là những cái khả năng, các giác quan của các bạn sẽ nhạy cảm, sẽ phát triển hơn bình thường rất là nhiều. Hoặc là các bạn hiểu theo cái thông điệp gọi là channeling, tức là sự kết nối, sự truyền thông tin từ bên ngoài vũ trụ đến. Có rất là nhiều ý nghĩa trong đây ha. Rồi, ngoài ra ở đây thì các bạn thấy nè, cái thông điệp này là cái cô này là ở cái trạng thái vừa tận hưởng mà vừa có cái sự mãn nguyện trong cái hành động của cô nữa. Giống như một người làm vườn, thì cô này của hạnh phúc là không phải chỉ khi cô làm vườn xong, không phải chỉ khi là cô đã trồng, đã có một khu vườn rất là xum xuê, sung túc, mà ngay cả cái lúc mà cô đang gieo trồng là cổ đã tận hưởng cái thành công và cái hạnh phúc ngay tại cái lúc mà cổ bắt đầu làm và đang làm, chứ không phải chỉ là làm xong. Còn nhiều bạn thì các bạn sẽ đi về cái bạn nghiên cứu, giống như các bạn nghiên cứu nhiều hơn, bạn đi về trí tuệ, về logic. Ok, còn có nhiều bạn ở đây thì chúng ta sẽ khởi đầu những ước mơ nha, chuẩn bị cho những cuộc hành trình, những cái ước mơ sắp tới. Đấy. Connect with Gaia. Kết nối năng lượng với thiên nhiên. Có nhiều bạn là cái ước mơ của các bạn là các bạn thấy là được tận hưởng bên ngoài thiên nhiên nè, kết nối với cây cối, với đất. Kết nối với năng lượng của vũ trụ, với thiên nhiên. Các bạn mong muốn là có cái sự trải nghiệm như thế. Và cái ước mơ của bạn, cái lý tưởng, cái hoài bão của bạn nó đặt ở đây, nó đặt ở bên ngoài thiên nhiên á. Các bạn thích những cái thiên nhiên, những cái tự nhiên. Các bạn muốn hiểu về đất trời, về vũ trụ. Cái giống như cái quan điểm của bạn, cái tư duy của bạn rất khác nha. Các bạn giống như không có muốn chạy theo cái nhân tạo, hoặc là không có muốn chạy theo những cái hơn thua, những cái hơn thua, những cái cạnh tranh ở trong cái công việc, mà các bạn thích kết nối với tự nhiên. Các bạn thích tìm hiểu về năng lượng của tự nhiên là như thế nào. Rồi các bạn cũng muốn tìm hiểu về năng lượng, về linh hồn. Giống như kiểu là bạn nhận ra những thiên nhiên nè, cây cối nè, đất đai nè, rồi những cảnh vật, những vật mà các bạn cho rằng vô tri, nó không có vô tri á. Tự nhiên là bạn
cảm nhận được cái năng lượng và cái linh hồn của tất cả mọi cảnh vật bao xung quanh chúng ta, cho nên là bạn cảm thấy bạn muốn tìm hiểu đến. Giống như bạn chợt nhận ra là con người là có linh hồn, có năng lượng rồi, nhưng mà kể cả cảnh vật, cây cối, đất đai chăng nữa cũng có linh hồn và cũng có năng lượng á. Cho nên tự nhiên bạn nhận ra được điều này, bạn cảm thấy bạn kết nối, và bạn càng kết nối thì bạn càng cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, tràn đầy cái sự tươi trẻ lại, bạn khỏe mạnh hơn. Có nhiều bạn ở đây thì mình thấy là ngay cả cái việc bạn đi về nghiên cứu, tìm tòi về một cái lĩnh vực, một chuyên ngành nào đó, kể cả cái việc bạn đi theo hướng học vấn, bạn có thể là học chuyên sâu hơn, bạn tự nghiên cứu, hoặc cũng có thể là bạn rất là chuyên sâu hơn nha, nhưng mà vẫn có cái gì đó bạn kết nối với vũ trụ, tức là vẫn có yếu tố tâm linh ở đây. Tức là yếu tố tâm linh là gì? Là kiểu như bạn thấy được cái sự thiêng liêng, bạn kính những cái nguồn năng lượng cao hơn. Và những cái ước mơ của các bạn thành hiện thực á, nó quá là phong phú khi mà mình bắt được nguồn năng lượng ở đây á. Rất là phong phú. Có người thì mới bắt đầu hình thành những ước mơ, có người thì đi về hướng của sự sung túc, sung túc về vật chất. Bạn đạt được sự sung túc về vật chất, về vườn tược, về cây cối, về đất đai. Rồi bạn tận hưởng luôn cái lúc mà các bạn đang hành động, đang làm, chứ không phải là làm xong rồi mới tận hưởng. Đấy. Có bạn thì đi về cái hướng của học vấn. Có bạn thì làm giống như các bạn tăng cái sự nhạy cảm, các giác quan á, tức là khả năng tâm linh của các bạn cao. Còn có bạn thì nghiên cứu về năng lượng của mọi thứ trong cái cuộc sống ha. Ok, rồi. Tám gậy. The Hermit. Wow, 10 ly. Oh my god, trời ơi, 10 ly đúng á mọi người. Một kiếm. Mother of Swords, nữ hoàng kiếm. Và các bạn có 5 xu. Các bạn sẽ đạt được cái hạnh phúc trọn vẹn á. Bạn đạt được cả hạnh phúc trọn vẹn. Bạn đang có nhiều bạn là có nhiều bạn giống như ngọn lửa đang muốn được thắp sáng, có nghĩa là những cái nhiệt huyết của bạn, những cái mà bạn đặt tâm huyết vào, bạn rất muốn là bùng cháy lên. Bạn đang trong cái quá trình làm sao để cho cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình nó bùng cháy lên, tức là bạn sẽ tìm ra được cái ước mơ của bạn là gì ạ? Tức là bạn sẽ tìm ra được cái con đường mà bạn sẽ đi, tại nó sắp bùng ra rồi, bạn đã thấy rồi đó. Giai đoạn tiếp theo bạn sẽ đạt hạnh phúc trọn vẹn về cái lý tưởng của các bạn nha. Bạn đạt được cái trí tuệ trước, đạt được cái tình yêu thương trước, đạt được cái sự lấy lại cái sự nhiệt huyết á, cái hạnh phúc là bạn sẽ đạt đầu tiên. Còn cái vật chất á, cái vật chất và cái sức khỏe là bạn phải cố gắng á, giống như bông hoa là bạn phải tưới nước nó mới xanh tươi tốt được. Như vậy cái ước mơ mà các bạn đạt được á, cái vật chất nó sẽ là cái về sau bạn mới đạt được nha. Tức là bạn sẽ nhìn ra được cái lý tưởng của bạn, cái ý nghĩa cuộc sống của bạn, và cái trí tuệ, cái sự thông thái đó, và cái khả năng tâm linh của bạn nó sẽ bùng ra trước tiên. Còn cái sức khỏe và cái vật chất nó sẽ là cái sau đó nó mới được hình thành, nó mới đạt được cái nguyện ước của các bạn. Ở đây chỉ có một số trường hợp các bạn là đạt thành công ở vật chất, nhà cửa, đất đai. Một số, không phải là tất cả nha. Còn một số bạn á, thì các bạn đạt được hầu như tất cả những cái khác đặt trước, đó là sự hạnh phúc và cái trí tuệ, sự thông thái á. Rồi tìm thấy cái con đường mình đi.
Còn cái sức khỏe của bạn á, và cái vật chất nó dường như là đi cùng với nhau. Một số bạn á, thì bạn phải nâng được sức khỏe thì bạn mới thu hút được vật chất, được tiền bạc. Cái này bạn lưu ý nha, bạn phải nâng được cái sự tươi tính, tươi tỉnh, tươi tươi tắn đấy, thì cái sự thịnh vượng vật chất nó mới đến với bạn. Còn nếu như bạn để bằng tiêu tụy hay là bạn cứ để sức khỏe nó bị xuống thì cái phần vật chất nó cũng theo đó nó bị xuống luôn. Cho nên đây là điểm các bạn cần lưu ý. Như vậy á, trước tiên á, các bạn phải tươi tắn lên, các bạn phải có sinh lực, sức khỏe phải tăng thì từ đó cái tiền bạc nó mới tăng theo. Ok, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 1 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Nguyện ước tiếp theo sẽ thành hiện thực của bạn là gì? Bạn sắp đạt được cái ước mơ nào nha? Ok, mình rút bài rồi mình sẽ tổng hợp lại nha. Wow, expansion, sự mở rộng, sự phát triển. Ôi là trời, tuyệt vời quá. Letting go, yeah, bạn rất là thanh thản, nhẹ nhàng, bước qua được những cái khúc mắc, những cái bế tắc, những cái ám ảnh, và sự bước qua được nhẹ nhàng. Những cái gọi là dính mắc, mắc kẹt thì bạn sẽ buông xuống được nhẹ nhàng nha. Renewal, sự đổi mới nè. Purity, sự thanh lọc á, sự trong trẻo. Da phát sáng quá, quá là sáng đi. Tiếp nữa, stillness, bình yên, yên tĩnh á. Và một cái cuối cùng chúng ta nên là generosity, cảm thấy mãn nguyện vô cùng khi mà cái trả bài tụ 2 lên á. Cái đầu á, vẫn là expansion ha, và cái cuối cũng là generosity. Các bạn sẽ rất là phát triển rực rỡ. Đây là cái mà mình nói đầu tiên để các bạn bắt đầu yên tâm ha. Tức là cái sự phát triển rực rỡ của các bạn á, các bạn có tạo ra cho mình cái hình thức nó đẹp rực rỡ cũng được. Bạn giống như kiểu là bạn có phô trương á, tự nhiên ra bên ngoài một chút cũng được luôn. Hoặc là bạn lặng lẽ, cho dù là bạn có đơn độc, bạn có cô độc gì chăng nữa, thì cái cuộc đời của bạn á, nó cũng dẫn đến là cái sự phát triển rực rỡ. Bạn đạt được nhiều cái thành tựu ở đây nha. Rồi, để mình phân tích tiếp nè. Ở đây á, tại vì tâm các bạn không có động nữa rồi. Ví dụ như bây giờ á, để bạn bạn ra trước đông người, bạn thể hiện trước nhiều người đó, rồi bạn phải làm việc trong cái môi trường đầy tính cạnh tranh. Bạn có làm việc trong cái môi trường một cái công ty lớn, bạn phải tiếp xúc với nhiều người thì tâm bạn cũng không động. Tức là bạn có được cái sự bình yên ở bên trong á, bạn có cái sự tỉnh thức, bạn có được cái sự giác ngộ của bạn. Cho nên thành ra là bạn có bước ra bên ngoài, bạn cạnh tranh với xã hội á, thì bạn cũng phát triển rực rỡ luôn. Nhưng bạn không có còn bị cuốn hút vào. Có nghĩa là bạn đã có cái sự phát triển riêng của bạn, bạn có con đường riêng của bạn. Bạn biết được bạn là ai á. Bạn có được cái năng lượng của bạn rất là thay đổi mới nha, năng lượng rất là sáng ở đây. Và ở nơi bạn có cái điều đó mà nó rất là thanh á, nó vô cùng là thanh. Bạn hiểu theo cái kiểu thanh lịch cũng được đấy. Mà từ bên trong của các bạn toát ra, từ bên trong toát ra. Rất là chất lượng ở đây nha. Cho nên là bạn có làm trong những lĩnh vực đầy cái sự cạnh tranh, hay là bạn tìm cho bạn một cái sự phát triển trong bình yên, trong cô độc, trong đơn độc, gì cũng được hết. Tại vì cái tâm bạn vẫn bình yên và bạn hướng về cái sự đổi mới riêng của bạn á. Bạn có một cái, bạn đã tìm thấy một cái con đường riêng cho bạn rồi. Bạn có cái sự đổi mới, bạn sẽ có cái sự đổi mới ở đây.
cái năng lượng của bạn rất là sáng, cái hào quang rất là sáng, bạn sẽ phát triển rực rỡ trong cái giai đoạn tiếp theo. Cho dù là bạn lựa chọn hòa nhập vào cái sự ồn ào của xã hội, hoặc là bạn lựa chọn một cái sự đơn độc bình yên, thì bạn đều sẽ là phát triển một cách rực rỡ nha. Okay. Mình nghĩ cái bộ này sẽ hợp với bạn nè. Đây giống mình nữ hoàng lửa đó mọi người. Tiếp nữa. À, mình đề nghị là các bạn ngắm nó một chút nha. Đây. Nhiều bạn có khả năng tâm linh thì bạn sẽ nhìn ra được cái thông điệp dành cho bạn luôn. Đó. Ok. Rồi. Tám kiếm. Đây nè. Và nữ hoàng nước rất là đẹp ha, cái bộ này đẹp quá. Các bạn có bảy kiếm, mọi người nhìn nha. Rồi, bảy kiếm. Sẽ còn một vấn đề mà bạn cần bước qua. Đây giống như là nữ hoàng hoặc là vua xu. Rồi. Bạn rực rỡ về nhiều thứ đấy. Năm nước. Rồi, thông điệp cuối. 10 xu. Wow. Có nhiều bạn hiện tại á, các bạn lo lắng và nghi ngờ. Giống như tự nhiên á, thứ nhất á, là nghi ngờ rằng cái suy nghĩ của mình nó có đang đúng không ta. Các bạn đang nghi ngờ những gì mình đang làm nó có đúng hay không, nó có phát triển hay không. Bạn đang nghi ngờ cái thành quả tiền bạc nè, tương lai mình tốt không đó. Hiện tại các bạn có đang nghi ngờ nha. Rồi, có một số bạn á, thì các bạn dường như học nhiều quá, đọc sách nhiều quá, tức là đang bị cái lý thuyết nhiều quá. Thành ra là giống như kiểu các bạn chưa có thời gian, hoặc chưa đủ điều kiện, hoặc chưa đủ nhân duyên, hoặc thời điểm chưa đến, mà khiến cho bạn chưa có ứng dụng cái lý thuyết vào trong cái thực tế nhiều. Hoặc là bạn đang học, đang đọc, đang tìm tòi, nó bị nhiều quá. Rồi, tiếp theo ha, chờ mình chút. Giống như nó không phải là sai nha các bạn, nó không phải như vậy, mà nó đang bị mất cân bằng á. Ví dụ như khi mà bạn để hiểu một cái sự việc nào đó thì bạn cứ ứng dụng á, cái quan trọng là cái thời gian bạn ứng dụng nó phải thật nhiều, tự nhiên là bạn sẽ hiểu cái lý thuyết nó khác biệt dữ lắm, nó sẽ rất khác biệt. Rồi, có nhiều bạn thì không phải là bạn đang học sai, mà là bạn đang chưa trọng tâm. Có nghĩa là bạn cần phải có sự trọng tâm vào trong một cái nào đó. Đó, có nhiều bạn thì mình đang thấy bị lấn cấn ở cái phần học á, học tập hoặc tìm tòi hoặc đọc sách. Tức là nó chỉ đơn thuần là cái lý thuyết nó đang bị quá nhiều ha. Các bạn lưu ý chỗ này ha. Đó là một cái mình thấy. Cho nên thành ra đôi khi bạn sẽ bị stress, bạn sẽ bị hỗn loạn bởi vì một cái khối lớn về lý thuyết của bạn, tại nó nhiều quá. Thành ra nó làm cho bạn bị mất cân bằng. Từ cái chỗ mất cân bằng, nó sẽ dẫn đến cái việc bạn nghi ngờ, không biết là mình nên ứng dụng cái nào mới là trọng tâm của mình. Thật ra cái nào nó cũng tốt cho bạn hết á, chỉ là bạn cần đem nó ra bằng ứng dụng thôi. Bạn chọn ra, bạn phải có sự lựa chọn ra. Đấy. Ok, có nhiều bạn thì đôi khi các bạn còn hơi buồn tuổi, hoặc không hẳn là buồn tuổi nữa, mà nó chỉ đơn thuần có những khoảng thời gian á, cái cảm xúc của bạn bị xuống,
cái cảm hứng của bạn bị xuống. Tự nhiên nó giống như kiểu bị mất cảm hứng đấy, thành ra tự nhiên bạn giảm năng lượng, thành ra là cái hành động của bạn nó chưa phải là đạt đến cái mức độ cao nhất của bạn. Nó có cái phần đó thôi nha. Thì cái này nó thuộc về cảm xúc, hoặc là bạn đang bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng chung, mà cái năng lượng chung thì nó đang trầm xuống đó. Năng lượng chung đang trầm xuống nha, bạn bị cái này nha. Rồi, thành ra là cái ngọn lửa nhiệt huyết của bạn á, cái khả năng của bạn nó chưa bùng lên đó. Tức là cái đốm lửa nhỏ là sự nhiệt huyết của bạn nó chưa bùng lên thành một cái ngọn lửa lớn ha. Chờ thời gian, cũng không phải là chờ thời gian nữa, tại vì bạn cũng sắp gặt hái thu hoạch rồi. Mà cái sự thu hoạch của các bạn á, nó sẽ đạt được đúng cái bạn mong cầu trở lên, không bao giờ thiếu. Có nghĩa là ví dụ như các bạn mong cầu cái sự thu hoạch về vật chất, về tiền bạc, về đất đai, hoặc là các bạn thu hoạch về cây cối, rừng gì đó, đất đai ha, thì các bạn sẽ thu hoạch đạt được đúng cái nguyện vọng của bạn trở lên, không có bị thiếu, không có 80-90% nha, mà là 100% trở lên đó. Thì đó là năng lượng của mình thấy á. Cho nên các bạn nghe thử cái phần trả bài ngày hôm nay nè, rồi sau này các bạn cảm thấy kết nối thì các bạn phản hồi lại cho mình biết nha. Thật ra mình chỉ thấy cái tâm trạng các bạn đang bị trầm xuống thôi, còn cái sự thu hoạch á là đang đến với bạn rồi, và cái sự phát triển đúng như cái năng lượng chung bắt ở phía trên, đó là sự rực rỡ, tức là sự thu hoạch của bạn á, nó sẽ đạt 100% trở lên chứ không có bị thiếu mất thế nào. Đấy. Ok, mình xin kết thúc thông điệp của các bạn tụ 2 nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 3, ước mơ nào của bạn đang thành hiện thực, bạn chuẩn bị đạt được ước mơ nào nha. Ok, mình để đây nha mọi người. Ok rồi, các bạn tụ 3 thì chúng ta sẽ có bộ này. Yeah, Gilman holding a coin. Vật chất á mọi người, điều kiện vật chất, phương tiện, tiền bạc nha, hoặc là quý nhân. Rồi, để mình xem nào. Yeah, the sun. Trời ơi, năng lượng rất là mạnh á. Năng lượng the sun là biểu tượng của sự thành công, sự sáng tỏ, biểu tượng của tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng. Tiếp theo, sức mạnh. Rồi, đây sẽ là một lời chúc mừng cho những bạn nào băn khoăn về sức khỏe và sự tươi tắn ha. Tiền bạc thì đang có dấu hiệu, nhưng mà tiền bạc chờ mình một chút, mình sẽ xem thêm. Ví dụ như các bạn chắc chắn khỏe mạnh hơn và tươi tắn hơn nè. Rồi, tiền bạc cũng có sự may mắn đó. It is what it is. Cái này đang nói về là cái sự việc nó đang diễn ra theo đúng cái bản chất của nó. Vậy là các bạn đừng suy diễn gì thêm á. Các bạn chỉ nhìn quan sát và cứ quan sát tiếp tục để xem chuyện gì sẽ đến. Không cần phải suy diễn, không cần phải suy luận theo cái ý chủ quan của mình nha. Tại trong cái lúc này bạn suy luận theo ý chủ quan của bạn coi chừng trật. Mà bạn cứ quan sát, từ từ nó sẽ hiện ra. Đó. Cái năng lượng đó là mang ý nghĩa như vậy. Time machine nó có liên quan đến yếu tố của thời gian nha các bạn. Rồi. Awakening trên Earth, đánh thức cái khả năng thiên tài ở nơi bạn. Đây là biểu tượng của một linh hồn già, biểu tượng của sự thông thái, biểu tượng của thiên tài. Cái mà bạn sẽ đạt được tiếp theo á, là bạn thấy rằng sức khỏe là một sự tươi tắn, xinh đẹp nè, khỏe mạnh. Rồi, cái nữa là bạn có thể gặp quý nhân, bạn có thể có được thêm cái phương tiện tiền bạc. Với lại cái quan trọng là cái khả năng thiên tài của bạn đang được đánh thức. Đang được đánh thức nha. Bạn đừng có vội.
kết luận về chính bạn. Tại vì cần thời gian là bạn sẽ thấy những cái khả năng, năng lực của bạn sẽ được lộ diện từ từ. Sẽ còn nữa, có nhiều bạn ở đây là gọi là mức thiên tài. Cho nên bạn đừng có vội vã kết luận về bản thân, đừng có vội chê bai bản thân. Rồi. Tiếp theo, bốn gậy. Yeah. Ok. Chính kiếm. Sáu kiếm. Hai ly. The Hermit. Mười xu. Và ba kiếm, cái lá nó nhảy ra nha. Và bốn ly. Có nhiều bạn á, là các bạn đang suy nghĩ nhiều đến cái vấn đề, suy nghĩ nhiều đến cái thành tựu hoặc là chuyện kết hôn. Bạn lo lắng á, giống như kết hôn sắp đến thì bạn lo lắng nè. Bạn lo lắng liệu rằng cái hôn lễ nó diễn ra tốt không? Hoặc là các bạn đang tính đến chuyện kết hôn rồi nhưng mà vẫn còn nhiều điều các bạn lo lắng trong tâm trí. Ví dụ như còn cuộc sống rồi bạn chưa cân bằng được cảm xúc, hoặc là bạn còn suy nghĩ nó bị theo hướng tiêu cực. Có thể do bạn bị mất ngủ nè, hoặc là lo lắng, hoặc là những cái chuyện tổn thương buồn trước đó nhưng bạn chưa tháo gỡ được. Cho nên thành ra là bạn đang lo lắng là liệu cái sự sum họp đoàn tụ, liệu cái tình yêu, và có một số bạn thì đi đến hôn nhân thì nó diễn ra có tốt không. Rồi một phần đó là bạn cũng vui, nhưng một phần là bạn cũng còn bực vì còn nhớ đến những cái tổn thương trước đó. Đấy. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái sự thấu hiểu và tha thứ của chúng ta. Nếu bạn có thể thấu hiểu được tốt, bạn có thể tha thứ được, thì tự nhiên là mọi chuyện nó tốt đẹp và nó không làm cho bạn bị nặng nề, bị áp lực, hay không làm cho bạn bị cái cảm giác tức giận nữa. Còn có nhiều bạn thì đang lo lắng đến cái vấn đề học hành thi cử mình tốt không nè, mình có thành công không, hoặc là thành công cho cái công việc gì đó của bạn á. Bạn đang lo, bạn cũng đang chuyển hóa cái suy nghĩ của bạn rồi. Bạn cũng cố gắng là bạn làm chủ cuộc sống của bạn. Bạn cũng cố gắng là bạn cân bằng cái cảm xúc của bạn. Bạn cũng đang trong cái quá trình là chuyển hóa cái suy nghĩ này theo cái hướng nó nhẹ nhàng, nó thanh thản hơn. Nhưng mà thật ra cũng có thể là do những cái tiếng nói, cũng có thể là những cái thông tin nó đến với bạn, mà cái thông tin đó nó làm bạn suy nghĩ tiêu cực, hoặc là bạn đã từng chịu đựng những cái tiếng nói mà nó làm đau tim bạn. Cho nên thành ra bây giờ bạn hơi bị lạnh lùng một chút. Bạn hơi lạnh lùng, bạn chưa có tiếp nhận tình cảm, tức là bạn chưa có thông suốt á. Bạn chưa thông suốt và bạn chưa có tha thứ lắm. Cho nên thành ra là bạn có bình phục hơn, bạn có đỡ hơn á, nhưng mà kiểu là cái sự ấm ức nó vẫn còn. Rồi. Nhưng mà ở đây mình đang thấy nha, có nhiều bạn thì bạn sẽ thành công, bạn sẽ có sum họp đoàn tụ, bạn có gia đình á, kiểu như bạn có gia đình của bạn cũng sung túc luôn, nhưng mà những cái chất chứa trong lòng thì nó vẫn còn, mặc dầu nó nhẹ hơn. Rồi. Như vậy các bạn chờ nha, chứ ở đây thì mình thấy là khả năng là bạn thành công nè, khả năng là bạn nào mà đang trong giai đoạn mà kết hôn á, có những sự kết hôn thì khả năng cao là các bạn đi đến kết hôn đấy, đi đến cái việc các bạn lập gia đình á, và cái gia đình cũng có nhiều những cái điều kiện sung túc về vật chất luôn, chứ không có phải là bạn thiếu thốn đâu. Tương lai bạn cũng là sung túc vật chất. Nhưng mà có những cái trong lòng bạn chưa buông ha. Chẳng hạn như những cái sự giận hận trước đó bạn chưa buông, hoặc là bạn còn ghim á, nhiều khi bạn còn ghim những cái tiếng nói làm đau lòng bạn. Cho nên cái này gọi là tâm thức. Tâm thức của bạn á là đang chuyển hóa thôi, nó đang nhẹ nhàng xuống thôi.
chứ chưa có được bình yên lắm. Còn những cái bên ngoài thì đến với bạn nó vẫn đến thôi. Ví dụ như là sự thành công nè, tiền bạc, hoặc thậm chí kết hôn thì bạn vẫn sẽ kết hôn đấy, nó vẫn đến với bạn. Nhưng cái tâm thức là chưa thông suốt nha. Nó có nhẹ hơn nhưng chưa được thông suốt lắm. Rồi ạ. Thời gian nó sẽ làm cho bạn tốt hơn là một. Cái thứ hai, bạn hãy chiêm nghiệm đi nào. Tức là bạn hãy chiêm nghiệm rằng cuộc đời á, bạn cứ thả lỏng, tại chuyện gì đến nó sẽ đến thôi. Rồi bạn phải chú ý vào trong những cái thế mạnh của bản thân, thì tự nhiên là bạn sẽ bước qua được. Bạn bước qua được những cái làm đau lòng bạn một cách nhẹ nhàng. Tại vì bạn còn nhiều cái tài năng tiềm ẩn lắm. Nhưng nếu như bạn còn bị mắc kẹt ở cái tâm thức á, tức còn lo lắng, còn suy nghĩ, thì bạn sẽ làm chậm cái việc đánh thức cái khả năng của bạn. Cho nên á, bạn cứ tập trung vào bạn thôi. Tại vì cái chuyện gì đó nó đến, nó sẽ chắc chắn nó sẽ đến với bạn. Tại vì cái chuyện mà nó sẽ đến với bạn là nó đang đến với bạn rồi. Đó, chẳng hạn như là một cái kết quả thành công nè. Rồi có nhiều bạn cũng đi đến kết hôn á, bạn cũng đi đến kết hôn luôn, bạn lập gia đình luôn, nó cũng diễn ra với bạn thôi. Nhưng nếu như cái tâm thức của bạn chưa có nhẹ nhàng thì cái thành công nó không làm bạn vui một cách trọn vẹn. Còn nếu như bạn có thể tập trung vào bản thân thì nó sẽ có hai cái điều tốt xảy ra. Đó là bạn vừa rất là phát triển bản thân nè, rồi á, là bạn sẽ vừa cảm nhận được cái niềm vui á, một cách trọn vẹn hơn. Nhưng mà ở đây mình thấy nha, tại thời gian cũng sẽ làm bạn nguôi ngoai thôi. Tại cái năng lượng nó đúng là giảm dần, nó cũng sẽ làm cho bạn bình yên, rồi cũng sẽ đến lúc bạn tha thứ. Mình thật sự là, để mình rút thêm 2 lá nữa nha. The world. Đúng rồi, healer of the S. Từ từ, bạn chưa chuyển hóa được nhiều cái tâm thức, nhưng mà bạn sẽ được chữa lành á, chắc chắn. Tại thêm một thời gian nữa thôi là bạn sẽ bước qua được những cái tổn thương, bạn sẽ được chữa lành. Father of Wands và 4 ly. Bạn không, tức là kết hôn vẫn sẽ kết hôn. Nếu bạn nào mà gọi là độc thân á, bạn cũng sẽ đi đến kết hôn. Hoặc là bạn có đang giận người yêu, bạn cũng sẽ đi đến kết hôn nha. Hoặc là bạn nào gia đình đang có vấn đề thì gia đình vẫn còn nguyên là một gia đình, vẫn như vậy nha mọi người. Không có đi đến cái đổ vỡ, mình không thấy cái đổ vỡ ở đây nha. Tức là nếu như bạn đang tổn thương trong gia đình, đã là vợ chồng rồi á, thì gia đình vẫn sẽ là gia đình như thế trong giai đoạn tiếp theo đấy. Nhưng bạn cẩn thận, cái năng lượng chữa lành đúng là đang đến. Nếu mà bạn tập trung vào hướng chữa lành á, thì quá là đúng hướng cho bạn rồi, điều đó sẽ rất tốt. Còn nếu như có lúc nào đó mà bạn để cho cái sự nóng nảy á, nó diễn ra, hoặc là bạn không chịu được cái sự nóng nảy của người khác đưa đến, thì nó sẽ làm cho bạn buồn. Cho nên là bạn chỉ cần cẩn thận cho mình á, là đừng có làm tổn thương nhau bằng tiếng nói nữa, đừng có làm tổn thương nhau bằng lời nói nữa, và hãy kiểm soát cái tính nóng của mình. Cũng như khi mà bạn thấy người ta kích động mình, chẳng hạn như người ta đang nóng, thì bạn hãy quán chiếu, bạn hãy tha thứ, chứ bạn đừng để cho cái nóng của người ta, đừng hấp thụ cái nóng của người ta. Ví dụ như sự nóng nảy của người khác quăng đến cho bạn thì bạn đừng có nhận lấy, thế là nó tan biến. Bạn chỉ cần cẩn thận cho mình như thế thôi nha. Còn kết hôn là sẽ đi đến kết hôn, còn gia đình của bạn đang có vấn đề thì vẫn còn y nguyên là gia đình đó. Nó vẫn sẽ như thế, đúng là một thử thách với bạn trong giai đoạn tiếp theo ha. Tại vì cái sự chuyển hóa đang đến, cái cơ hội chữa lành là đang đến với bạn á. Có nhiều bạn ở đây sống ở nước ngoài. Rồi. Đó, nếu bạn phát triển mạnh năng lượng chữa lành là bạn rất đúng hướng. Rồi, bạn chỉ cần lưu ý không làm tổn thương nhau bằng lời nói nữa. Đó.
Dạ, rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi ba nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.